Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại video của em nhé. Hôm nay thì em đang thanh lý ít cái máy cưa xích và máy phát cỏ mẫu mới cho bác nha. Đó, tất cả những mẫu này đều là hàng mới được hộp hết. Đó thì rất là những cái mẫu này thì em đang bán rất là nhiều rồi. Và tất cả những mẫu này thì em đã tuyển chọn những cái hàng gọi là chất lượng nhất trên thị trường. Đó, những cái tầm tiền mà ok nhất trong anh cho các bác để cho bác sử dụng gia đình này. Đó, có cả máy Honda G35, máy Fukiwa FK330, máy Huvama 543. Đó, máy Hu Thái Pro 543 đều có cho bác luôn. Và cưa pin này, cưa pin rồi cưa mini tay cụt. Đó, cưa Osaka tay cụt cũng có này. Cưa Nakata C6008 máy lớn cho anh em cắt gia đình cũng có luôn nhá. Đó thì nha, anh em cùng đi tìm hiểu cho bên anh em cùng đi với em sẽ giới thiệu cho anh em xem từng con một. Đó, có báo giá ở trên những cái tem em dán trên tay cầm này nhá. Đó, và anh lưu ý giúp em là hôm nay là mã O nhá. Đó, có máy mã từ mã O1 cho đến mã O8. Đấy, 8 mẫu máy này thì em đang thanh lý cho anh em với giá cực kỳ tốt, hợp lý cho bác luôn. Đó, em sẽ giới thiệu với anh em con đầu tiên. Đó, tất cả những mẫu này thì đều là máy mới hết nhá. Đó, em giới thiệu anh em con đầu tiên sẽ là một con máy cơ pin thôi nhá. Con máy cơ pin. Con này thì nó kèm cho bác là hai cục pin, một cục sạc. Đó, gồm cho bác hai cục pin 20V, pin 6A. Đó, máy pin lớn nhất trong các dòng pin nha bác nhá. Đó, pin 20V. Tha hồ cho bác cắt cưa nhá. Con này thì thiết kế cầm hai tay cho bác sử dụng này. Đó, nó sẽ cầm nó dễ cầm hơn là những cái con cưa tay cụt nhá. Đó, và con này thì có cả công tắc khóa mở này, bình đựng nhớt này. Con này có cả bơm nhớt lam anh em nhá. Lam dài 35 phân gắn vào máy, còn 30 phân chạy xích là xích mini 91 bằng lam xích là xài chung các dòng máy cưa mini này nhá. Đó, rất là thông dụng đồ, dễ thay thế. Con này thì phù hợp cho anh em mình cắt sử dụng gia đình. Đó, anh em cắt ít và cắt những cái cây gỗ vừa vừa thôi. Đó, nhưng mà anh em xài ít nên anh em cần một con máy cưa pin để cho nó dễ sử dụng hơn. Đó thì nó tiện lợi hơn. Đó, giá chỉ có 1.650.000 một con máy cưa pin này bác nhá, kèm hai cục pin cho bác luôn nhá. Đó, làm xích đầy đủ, báo xích tận nhà cho bác luôn. Đó, con này thì sử dụng động cơ không chổi than. Không chổi than nên là máy chạy rất là khỏe và ổn định, bền cho bác luôn nhá. Rồi, sẽ test cho bác xem này. Máy cưa pin rất là êm này. Cái khóa này là khóa tắt mở này. Khi mà anh em gạt xuống là nó sẽ không chạy nhá. Mở ra nó chạy. Máy chạy rất êm, cắt rất là khỏe. Các bác cắt cây bấm bằng bắp đùi trở lại cho em là ok. Đó, bằng bắp đùi cắt là vẫn ok nhá. Đó, làm xích xịn luôn. Tha hồ cho bác sử dụng. 1.650.000 bao xích tận nhà cho bác con cơ pin này, hai cục pin. Đó, bác nào mà cưa ít cưa gia đình thì em lấy con cơ pin này về sử dụng cho nó tiện lợi này. Êm ái, bảo vệ môi trường và ít khi trục trặc. Đó, không có sợ trục trặc như là cưa xăng. Đó, và đỡ tốn xăng, đồ không lo tốn xăng, anh em về cái sạc pin và chạy thôi như điện thoại luôn nhá. Đó, giới thiệu sang cho bác con số 2 sẽ là một con máy cưa xích Kamatsu KM2006 dòng cưa tay cụt các bác nhé. Con này thì bên em nó bán cho bác giá chỉ có 1.250.000 một con. Đó, mã này là mã 02 này. Đó, có tay phanh an toàn này. Đó, có hàm rồng găm gỗ này. Và con này thì lam xích dài 35 phân gắn vào máy, còn 30 phân lam xích là bằng cái con lam xích của con máy cưa điện nhá. Đó, hai ốc chân lam loại lớn này, hai ốc chân 8 ly, nó vặn bằng đầu 13. Đấy, bô hai lỗ xả, tha hồ cho bác chạy luôn. Một bình nắp phía trên là đổ xăng pha nhớt, bình phía dưới là đổ nhớt nhá. Con này là máy mới được hộp luôn các bác nhé. Đó, tất cả dòng này là máy mới được hộp hết. Đó, bao ship tận nhà cho bác luôn, giá chỉ có 1.250.000, máy mới luôn. Khi mà gửi cho bác luôn là máy còn nguyên trong thùng luôn đấy, chưa có đổ xăng nhớt gì luôn nhá. Đó, giá 1.200.000 là bên đã bao ship rồi. Con này trọng lượng của nó là 3,5 kg các bác nhé, cầm rất là nhẹ nhàng. Đó, bên em bán rất là nhiều mẫu này rồi. Cam kết các bác luôn là ok, tốt nhất trong tầm giá luôn đấy. Và đặc biệt luôn là máy mới, nên là anh em sử dụng yên tâm, không có sợ là nó trục trặc như cỡ dòng máy cũ. Rồi, sẽ test nổ cho bác nghe tiếng máy con Kamatsu KM2500 này bên em nhá. Đó, anh em kéo e lên, anh em kéo e giật cho em khoảng 2-3 cái, nó nổ lên một tiếng rồi em để cân e lại. Cái máy nào thì nó cũng sử dụng như vậy hết nhá. Đó, nó nổ tiếng, em đẩy e lại giúp em này. Ok luôn, giá 1.250.000, bao ship tận nhà, giật rất là dễ nổ. Và đặc biệt luôn là phụ tùng thay thế mới, lúc nào cũng có sẵn cho anh em bác luôn. Đó, lúc nào cũng có sẵn đồ mới nên là yên tâm luôn. Hư hỏng gì là có đồ mới thay cho bác hết, không có phải là lăn tăn về là máy có thiếu đồ như các dòng máy bãi đồ không. Đó, con này thì máy mới thì phụ kiện rất là sẵn, hầu như cái gì có mới cho bác hết nha. Rồi, em sẽ sang tiếp cho bác sản phẩm tiếp theo, sẽ là một con máy cưa xích Osaka các bác nhé. Osaka, con này thì đến từ thương hiệu của Nhật này.
đó, nhưng mà vẫn lắp ráp ở Trung Quốc các bác nhá. Con này thì có trợ lực giật này, tay nắm giật to này, đó tay này thì anh em cầm là yên tâm luôn, cầm bốn ngón rất là chắc tay, không có sợ là bị trơn trượt như các dòng tay nhỏ. Đó, có cả mạ những cao su cầm cho nó khỏi bị trơn này. Đấy, tay ga cũng được mạ cao su này, rất là êm. Máy thiết kế chụp giật vuông vức, đó chắc chắn cho bác luôn. Con này thì nó là hàng tốt nên là giá thành nó cao hơn những con kia anh em nhé. Con này thì hai ốc chân lam này, lam xích xịn này, đó. Con này thì sử dụng bình xăng con Zinke xịn của Nhật các bác nhé. Đó, bình xăng con Zinke xịn của Nhật luôn, làm rồng găm gỗ đầy đủ. Phần nhựa này làm có đựng cả, thấy được cả bình xăng luôn. Máy mới được hộp luôn coi nhé. Đó, máy mới được hộp luôn. Giá bên em bán cho bác là 1.800.000 cho con O3 này các bác nhé. Đó, anh em lưu ý giúp em là mã O3. Đó, giá 1.800.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Trọng lượng con này là 4kg các bác nhé. Con này thì nó sẽ làm đồ nó dày dặn và nó sẽ tốt hơn là cái con 1.250.000, nên là sẽ nặng một chút. Đó, giá nó là 1.800.000 và cân nặng của nó là 4kg. Đó, cùng bít tông đồ là cùng nhau. Đó, cùng bít tông cùng cỡ luôn. Đó, giá 1.800.000, em bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng để kiểm tra hàng thoải mái, ok mới thanh toán quá nhé. Rồi, em sẽ test nổ cho bác nghe tiếng máy nha. Có cả bơm xăng phụ này. Trước khi nổ anh em bơm xăng phụ lên giúp em. Đó, rồi anh em kéo cần e lên giật em khoảng hai cái nó nổ một tiếng nên em đẩy e lại nha. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy luôn. Rất là dễ nổ luôn anh em ạ. Đó, trợ lực giật là cực kỳ ok luôn nhá. Giá này nó bán chỉ có 1.800.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Anh em nhìn mẫu máy này, quá đẹp luôn. Nhựa nhất là làm cực kỳ dày luôn bác. Lớp nhựa rất là dày luôn. Cầm rất là đầm tay nhá. Giá 1.800.000 con O3. Anh em nào lấy thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để đặt hàng nhá. 1.800.000 thôi. Rồi sang tiếp cho các bác sản phẩm tiếp theo sẽ là một con máy O4 này. O4 thì em sẽ lên cho bác, con này là máy cưa lớn quá nhá. Con này là mẫu máy cưa lớn đến từ thương hiệu của Nakata C6008. Con này giá đang bán cho anh em chỉ còn có 1.500.000 một con thôi. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, giá này thì quá hợp lý, quá rẻ cho bác rồi. Con này thì sử dụng bít tông là 45 ly, bô ba cửa xả lốc bằng nhôm các bác nhá. Đấy, làm xích zin đầu máy luôn. Làm dài 55 phân gắn máy còn 50 phân. Đấy. Hai ốc chân lam, có tay phanh an toàn cho bác này. Đó, bít tông 45 ly. Con này thì máy thiết kế kiểu máy nòng đứng, hai tay cầm, rất là dễ sử dụng cho bác luôn. Con này thì nó là hàng cao cấp bên em luôn nha. Đó, giá 1.500.000 thôi. Bao ship tận nhà cho bác luôn, bảo hành 1 năm. Đó, bảo hành 1 năm cho bác luôn. Trợ lực giật luôn nha, con này có trợ lực giật cho bác luôn. Bình xăng nằm phía sau này. Đó, con này thì không có xài bơm xăng phụ bởi vì máy lớn là anh em đóng e lên là lực hút nó rất là mạnh. Đó, anh em chỉ cần đóng e vào hút giật cho em khoảng 2-3 cái là nó sẽ tự hút xăng lên, không cần bơm xăng phụ nữa. Rồi em xin phép test nổ cho bác luôn con mã O4 giá 1.500.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, ok anh em mới thanh toán nha. Rồi em xin phép test nổ cho bác nghe tiếng máy con 1.500.000 này bên em nhá. O4 con Nakata C6008 các bác nhá. Đó, test nổ. Đó, anh em đóng e giật nó nổ tiếng, anh em đẩy cần e lại giúp em này. Đó, máy mới thì cái nào anh em cũng phải đóng e vậy nhá. Ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng, test nổ ok anh em mới thanh toán nha. Đấy, mẫu này cực kỳ ok rồi. Con này thì em đang bán giá 1.500.000, gọi là rẻ nhất thị trường cho bác rồi. Cam kết cho bác luôn, bao giá cho bác luôn toàn thị trường luôn nha. Rồi, mấy cái mẫu cưa này em đã giới thiệu xong, sao giờ sang cái phần máy phát cỏ cho bác nha. Đó, sang cho bác mấy cái mẫu máy phát cỏ này bên em này, đang là cái mẫu máy gọi là bán chạy nhất thị trường luôn. Đó, động cơ Honda lưới 35. Đó, động cơ Honda lưới 35. Động cơ này thì anh em sử dụng thì nó sẽ êm ái hơn này. Đó, không có cầu kỳ xăng nhớt. Đó, không có cầu kỳ xăng nhớt. Anh em không phải pha xăng nhớt gì về cái con máy này nhá. Đó, con này thì anh em chỉ cần sử dụng như xe Honda, chỉ cần đổ xăng vào bình. Đó, anh em lâu lâu anh em kiểm tra cái mức nhớt ở bên này cho em là ok này. Đó, động cơ Honda 4 thì GX35. Giá bên em bán cho anh em chỉ còn có 1.500.000 một con này thôi anh em nhá. 1.500.000 một con, bao ship tận nhà cho bác luôn. Tay ga bóp tung rời, tung lớn luôn nhá. Đó, tung lớn, có thể tháo lắp qua các cái dòng máy khu này đều được luôn nhá. Đấy, tung rời, tung lớn. Con này thì anh em
giá 1,5 triệu là gọi là quá ok cho anh em rồi. Và bao cho anh em luôn con này là có logo Honda dập nổi trong lốc máy nhá. Đó, logo Honda dập nổi trong lốc máy này. Đó, hàng bên em là hàng loại 1, bao xuẩn cho anh em luôn. Rồi test nổ cho bác nghe tiếng máy con Honda GX35 này nhá. Thì anh em giật nó nhẹ này và nổ rất là êm, không có kêu to như con động cơ ai thì đó. Thì anh em nào mà có tuổi hoặc là anh em mình cần một con nó êm ái mà cắt nó cũng khá là khỏe thì anh em sử dụng dòng Honda này nhá, không phải xoa xăng nhất, không cầu kỳ như dòng Honda, không cầu kỳ dòng hai thì. Rồi sang cho anh em tiếp theo con mã O6 này, con này cũng giá 1,5 triệu luôn. Hai con này thì công suất của nó cũng ngang ngang nhau, mó một con là động cơ hai thì xăng pha nhất, một con động cơ 4 thì. Thì anh em nào mà thích động cơ 4 thì xài con O5, còn em nào thích 2 thì xài con O6 này bên em nhé. Con này thì đến từ thương hiệu của Fukiwa FWK330, công suất là 0,9 kW anh em nhé. Con này bít tông của nó là 36 ly. Đó, bình xăng con Zin 3, bình xăng ra bơm. Đấy, cực kỳ tiết kiệm xăng và dễ nổ cho anh em luôn. Đấy, con này thì giá bên đang bán cho anh em chỉ còn có 1,5 triệu, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, hàng đến được kiểm tra hàng thoải mái, ok anh em mới thanh toán này là yên tâm luôn nha. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Con này bít tông 36 ly, tum rời cũng là tum lớn luôn. Tay ga bóp đó, chắn cỏ to. Đấy, giá chỉ còn có 1,5 triệu, kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em là dao, dây đeo, ổ cước, đồ nghề đầy đủ luôn đấy nhá. Về chỉ cần xài thôi. Em sẽ phải test nổ cho bác nghe trên máy nha. Động cơ 2 thì nó nổ nó sẽ to hơn, vòng tua sẽ cao hơn động cơ 4 thì anh em phát nó sẽ khỏe hơn động cơ 4 thì một chút các bác nhá. Đó, và giá thì cũng đồng giá cho anh em luôn, 1,5 triệu con này. Đó, bao ship tận nhà, anh em nhìn máy này, cực kỳ chắc chắn luôn, lọc gió này, nắp quả e này đều có luôn này. Đấy, quá xịn luôn. Êm cực kỳ con này. Giật rất là nhẹ luôn, giật rất là nhẹ luôn, phụ nữ xài cũng được. Con này thì trọng lượng nó chỉ tầm khoảng hơn 5 kg một tí thôi. Cực kỳ ok nhá. Rồi sang tiếp cho bác tiếp theo. Một con máy 07 này. Đó, con này thì máy lớn bên em luôn. Con này em bán rất là nhiều rồi. Và nói chung hàng bên em là hàng nhập trực tiếp công ty luôn, phân phối chính hãng. Đấy, tay ga cũng là tay ga bóp mỏ dài này. Cần là cần dày 28 ly, dày 2 ly, đầu bó lớn, chắn cỏ lớn. Con này lọc gió 2 lớp, có trợ lực giật luôn. Bít tông con này bên em bán là 41 ly, động cơ Hu 543, G543, công suất là 1,7 kW nhá. Đó, giá bên em bán chỉ có 2.200.000 con 07 thôi anh em nhá. Đó, con O7 này bên em bán là 2.200.000. Con này bị em tặng kèm ổ cước này, đồ nghề đầy đủ cho các bác luôn. Đó, ổ cước, nhớt, buji, đồ nghề đầy đủ cho bác luôn. Giá 2.200.000 bao ship tận nhà. Con này thì thật sự anh em luôn, em bán phải đến mấy nghìn con rồi. Đó, và khách ở bên em sử dụng con này thì thật sự các bác luôn, khách xài chưa một ai chê con này luôn, và khách giới thiệu nhau mua rất là nhiều luôn. Đó, ở trên những cái kênh của bên em bán thì anh em biết rồi, đó, bán rất là nhiều về con máy này rồi. Đó, test nổ rồi đi phát cước cho các bác cực kỳ nhiều rồi, nên là yên tâm luôn, hàng bên em là bao chuẩn, bao xài cho bác luôn. Đó, con này xài bộ bình xăng con Zin 3 các bác nhé. Đó, bình xăng con Zin 3, đó, động cơ Hu 543, đó, bao chuẩn cho anh em luôn. Rồi, test nổ cho bác nghe tiếng máy con Hu 543 luôn nhé. Nghe tiếng máy nó giòn, nó khỏe, nghe tiếng nó đã lực rồi nha. Con này đặc biệt là có trợ lực giật luôn nha. Anh em thấy nổ rất là khỏe, nghe tiếng nó lực. Đó, bởi vì nòng nó là 41 ly luôn anh em nhé. Nòng rất là to rồi, cực kỳ khỏe rồi. Giá chỉ có 2,2 triệu cho con này. Phát cước là anh em yên tâm luôn nha, em cam kết anh em luôn, phát cước cực kỳ khỏe luôn. Cước anh em để cho em mỗi bên 30 phân, đó là tổng là 60 phân để hai bên. Là em bao cho anh em phát đi cỏ rầm rầm luôn, cỏ to, cỏ nhỏ gì là đi tất. Rồi sang tiếp cho bác tiếp theo con mã 08 này. Con này giá bên em bán là 3.200.000, con này đến từ thương hiệu của Hu Thái quá nhé. Đó, con này là Hu Thái Pro 543, bít tông cũng 41 ly, đó, công suất là 43,5cc. Con này thì sử dụng bình xăng con là bình xăng con One Pro quá nhé.
Đó, con này thì nó hàng cao cấp, đó, hàng Thái nên là nó sử dụng bình xăng con One Pro, nó sẽ cao cấp hơn con Hu kia. Tay ga thì cũng là tay ga bóp, đầu bò chống quân cỏ và cần dày 2,5 ly, à dày cần dày 2 ly. Đấy, tum rồi. Đó, con này thì hơn là hơn bộ chế One Pro này, với hơn mấy cái đồ linh tinh. Đó, với nòng đồ cũng xịn hơn một chút nên giá thành của nó cao hơn 1 triệu anh em nhé. Giá 3.200.000, em bao ship tận nhà cho anh em luôn. Con này thì nó cũng rất là nổi tiếng ở thị trường rồi, nói chung bên Nam là sàng lọc ra những cái mẫu gọi là tốt nhất trong tầm giá để bán cho các bác luôn. 3.200.000 thì con này thì không có một cái mẫu nào mà hơn được con Hu Thái Pro ở bên Nam nữa rồi. Đó, cam kết anh em luôn. Anh em có tìm hiểu các loại máy thì tầm giá hơn 3 triệu thì chỉ có con Hu Thái này là ok nhất anh em ạ. Đó, bên em bán thì tất cả các mẫu công ty đều chào hàng bên em và bên em sẽ sàng lọc ra những cái mẫu gọi là ok nhất tầm giá. 3.200.000 con này là vô đối luôn, không có một đối thủ nào mà cạnh tranh được con này luôn. 3.200.000 Hu Thái Pro 543. Rồi, tiếng nổ cho bác nghe tiếng máy con Hu Thái này nha. Cực kỳ ok luôn, 3.200.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, Hu Thái Pro 543 các bác nha. Đó, quá ok luôn. Hôm nay thì em đang thanh lý 8 mẫu máy này cho các bác luôn. Bác nào mà cần mua thì cứ liên hệ qua bên em nhé. Rồi, em sẽ giới thiệu thêm cho bác những cái mẫu bình điện bên em này. Đó, bình điện bên em đang thanh lý cho các bác thêm mấy mẫu này nữa này. 580.000 bình Agua 18 lít. Đó, bình 2 bình một bơm nhá, được sản xuất theo công nghệ của Đức này. Đó, con này thì bình ắc quy trọng lượng là 2,5 kg, bình chuẩn cho anh em luôn. Đó, con này một công tắc tắt mở nhá. Bình một bơm thì nó một công tắc có cả núm chỉnh cho bác luôn. Kèm đầy đủ phụ kiện, cục sạc, béc xịt, có 5-6 cái béc xịt cho anh em luôn. Béc đơn, béc đôi, béc ba thì có đầy đủ cho bác luôn nhé. Đó, rồi, bình này 18 lít một bơm này. Đó, anh em thích bình 20 lít thì em có mẫu bình của Hàn Quốc này. Đó, bình của Hàn Quốc này thì em đang thanh lý chỉ còn có 650 một bình nhé. 650 bình, hai bơm bình 20 lít. Đấy, con này thì một bơm thì cũng có một công tắc chỉnh này, núm chỉnh này, đó, công tắc này, chân sạc này. Đó, giá 650.000. Nó còn anh em nào mà mình xịt cây lớn ấy, thì em xài bình hai bơm này bên em này. Bình hai bơm này thì bên em đang bán cho em là giá 980.000. Đó, thì bình hai bơm này nó có hai công tắc thôi nhá. Đó, và đặc biệt con này là nó có cả cái cánh quạt quay thuốc ở trong bình luôn, có cả cánh quạt đảo thuốc trong bình luôn. Đấy, bình báo pin bằng điện tử này. Đó, tử này cực kỳ hiện đại luôn. Bình này bình Hisorima. Đó, giá bên em bán là 980.000. Và bên em có rất là nhiều các cái mẫu máy cưa, máy cắt cỏ, máy đầu xịt, rất là nhiều luôn. Nói chung bên em là rất là nhiều loại máy. Anh em cứ đăng ký kênh xem những cái video bên em lên. Đó, anh em ưng ý con nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em để đặt hàng nha. Đó, thì hôm nay em đã giới thiệu xong cái phần máy bên em rồi. Anh em nào mình muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Hoàng nha. Xin cảm ơn các bác nhé.